lúa kìa, đuổi đi. Cái cần nhất là em đừng có để mất tinh thần, đi đứng đàng hoàng, hơi cúi mặt, chớp chớp mắt cho có vẻ e lệ. Khi chụp ảnh không được cười rộng miệng quá mà chỉ cười hé bằng này thôi. Chị Mộng Hương ơi, cái Thúy Tẹo nó mặc cả áo sơ mi đấy. Trời đất ơi, sao lại có thể quê mùa thế nhỉ? Mặc áo dài rồi lại còn mặc áo sơ mi nữa, em cởi ngay ra nào. Em ơi, thế này thì ngượng lắm. Ngượng cái gì? Ngượng như mày thì ế sớm. Thím ạ, tôi đã nhận định. Một là trung ngang, hai là trung liên. Dạ. Cháu sẫm về làm dâu nhà ấy thôi cũng được. Vâng. Coi như tôi với thím đã hoàn thành nghĩa vụ đối với cháu. Vâng. Giờ thì tôi phải đi đây. À, bác dặn gì cháu nó mà ngày vui của các cháu bác cứ dọa bỏ đi thế? Tôi đi thực chứ dọa gì đâu. Có cái việc ở trên huyện không đừng được cho nên tôi mới phải đi. Hôm nay chủ nhật lại tổ chức cho cháu, bác đi là em không bằng lòng đâu. Tôi biết chú hy sinh sớm, tôi là bác thì phải thay cha trong ngày đại sự này. Cả tuần nay tôi đã cùng với thím lo rồi, giờ chỉ còn đợi nhà trai đến họ rước dâu nữa là xong. Thì lúc cháu nó đi mới cần bác ở nhà đưa tiễn dặn dò cháu. Nhưng tôi vẫn phải đi. Thím có biết không, cái vụ ở Lò Gạch không có tôi là không xong. Nhân lúc chủ tịch huyện đi vắng, chúng nó lấn cả đất canh tác để làm gạch, xây nhà ra vỉa đường. Kìa, mời cụ, mời các bác cứ tự nhiên. Vâng ạ. Cái khó là thằng Trạch, cháu ông bà thông gia cùng với thím cũng nhúng tay vào. Tôi là phó chủ tịch ở cái huyện này, tôi không ra, chúng nó tưởng lờ. Ngày mai nó xây xong nhà rồi tôi mới ra, thím tính sao nào? Vâng, thế thì bác đi. Mà bác nói nhẹ nhẹ thôi, dù sao thì Trạch nó cũng là cháu ông trực tinh. Nhưng hưu rồi, tôi đi thím nhé. Vâng, bác tôi về đi. Muộn, thím cứ đứng ra cho rồi. Vâng. Xiêm áo xong còn chưa cháu sống? Dạ chào bác. Bác ạ, áo dài bác mượn cho cháu đẹp tuyệt. Cả phòng văn hóa huyện có 5 chiếc. Ưu tiên số 1 đấy nhá. Thôi bác đi đây. Dạ bác về ạ. Dạ bác về. Vâng ạ. Chào ông. Xin cảm ơn ông. Xin bà. Vâng, mời bà vào. Xin bà. Xin bà.
không rồi. Đúng 10 giờ à bác? Đón về còn chạy hai vòng quanh thị trấn cơ mà. Vấn đề này còn phụ thuộc vào bác Phan, bộ trưởng, bạn cũ của bác ngày xưa. Bác ấy đi công tác tỉnh ta ghé về lại. À đấy, các cháu ở nhà chuẩn bị xe ca xe máy. Vâng. Bác chạy ra bến phà xem cơ sự thế nào. Vâng vâng. Bộ trưởng cơ mà, bố khỏi lo, cứ yên tâm ở nhà tiếp khách bố. Nhưng bác Phan nhà ta là chúa hay nhường nhịn, bố phải ra ngoài. Kẻo bến phà họ om bác ấy đến tối cũng không vào được thị trấn. Từ ngày bố về hưu, ở vùng này có cái gì là được như mình nữa đâu. Bố cứ tưởng như cái thời bố còn làm là nhất. Bố về hưu rồi, bố còn ra đây định ra lệnh cho ai? Mày nói cái gì lạ? Tao về hưu, liệu cái danh cái tiếng của tao đã chịu về hưu chưa? Thì bố cứ đi đi, ra đấy rồi bố xem. Ở nhà có lo nốt cũng được. Thôi, tao đi đây. Đêm qua anh vừa mổ một ca, đến giờ vẫn còn run. Là bác sĩ phẫu thuật mà còn run tay thì em khuyên anh nên chuyển sang làm trưởng phòng hay trưởng khoa gì đó thì hơn. Không phải run tay mà là ghê tay. Anh mổ cho một sản phụ đã 45 tuổi, 9 con, còn tòi thêm một ả nữa. Thật không có nơi nào lạc cậu hơn cái huyện khỉ ho cỏ gáy này. Anh thì chỉ hay kêu ca thôi. Là bác sĩ thì anh cũng có lỗi trong việc này. Hay anh xin chân trưởng phòng sinh đẻ có kế hoạch vậy? Thì anh xin đi. Rồi em xòn xòn chục lần liền cho anh mất nghề. Thôi, anh mệt ngủ đi. Em dậy đi mua rau, không thì tan chợ mất. Mấy khi nghỉ cùng ca ngày chủ nhật. Ngủ muộn không ăn nữa cũng được. Kìa, có người nhìn trộm. Sợ lại. Anh mà không đem trả bệnh viện là em bê ra ngoài hàng rào đấy. Cứ để đấy, cho nó dọa kẻ trộm. Mấy năm làm hộ lý rồi mà em còn rát như trẻ con. Trẻ con mà em biết bỏ Hà Nội, bỏ trường tài chính lên đây với anh. Cũng chẳng biết bao giờ mới được trở về đất thánh, bắt đền anh đấy. Thôi, anh biết rồi. Anh sẽ đền lại hộ khẩu thủ đô cho em. Chỉ nay mai thôi. Mai dài hơn thuổng ấy. Căng thẳng cái đầu dây ra tí. Rồi. Thế bộ trưởng về đây làm gì? Vâng, anh chụp đi. Rồi. Đây, đo tiếp chỗ này này. Vâng. Theo bệnh viện thử. Đâu nạn nhân đâu? Xe còn đường nữa. Xe các anh từ đâu tới? Chúng tôi ở bệnh viện thị trấn. Hay lắm. Đưa ngay tất cả nạn nhân về bệnh viện cấp cứu. Chở bệnh nhân đây chở khách tham quan thế, phải có chỗ để cấp cứu trên xe đấy chứ. Tốt nhất là mỗi xe chở một vị thôi. Kìa, còn xe nữa đang tới kìa. Được, thôi thì thế này, các đồng chí chở ngay đồng chí bộ trưởng đi cho an toàn, còn hai cán bộ đi cùng đi xe sau. À, thế ông nào là bộ trưởng đây? Đấy, cái ông trông có khuôn mặt phúc hậu á. Ba ông trông mặt đều hiền cả thế này. Cái ông mặc bộ công lê đen ý. Vào đi. Xe thứ hai vào đi. Trương lên, khẩn trương lên. Bệnh viện Quan Hoa đây. Nạn nhân đâu? Bệnh viện Quan Hoa hả? Vâng. Đưa tiếp hai nạn nhân lên xe. Vâng, cô Nga đâu, khẩn trương lên. Vâng. Xe đồng chí bộ trưởng đây rồi. Anh em ơi. Nào, các bác ra tải nhé. Cái Hà nó rồi, cũng nhanh chân lên. Đó.
rồi, kéo đốt thịt rồi. Thế thôi à? Tôi một chân ạ. Đưa ngay nạn nhân về tiền phẫu. Tôi một chân, một tay vào đây nào. Khẩn trương lên, trừ ca trực hôm nay, đề nghị những ai không có nhiệm vụ xin ra ngoài cho. Giám đốc xem, 6 tháng nằm trong gara không xì cho một cái. Lại nhè đúng hôm nay có sỏ em không? May mà không nổ lốp dọc đường. Ông bộ trưởng có cơ sự gì, em đến mất bằng chứ chẳng chơi ạ. Lạ nhỉ, bộ về cái huyện xa xôi hẻo lánh để làm gì nhỉ? Về thật ạ, chính huyện phó công an phụ trách giao thông khiêng bộ trưởng lên xe em ạ. Này, thế thì chữa xe ngay đi, có thể phải đưa tiếp bệnh nhân đi đấy. Đi đâu ạ? Ờ hay, cậu này lạ nhỉ, ở đây mãi rồi mà không biết rằng bệnh nhân cấp nào thì chữa ở tuyến nào hay sao? Em hiểu, nhưng đây là cấp cứu ở địa dư hẻo lánh xa Hà Nội. À, thế sao cậu không gửi về bệnh viện tỉnh? Ở thị xã, cậu chỉ mua dây buộc mình. Nhưng ra nhiều máu quá, đưa một chạp lên đấy thì chỉ có chết ngay thôi. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau nhá. Vâng ạ, em xin rút kinh nghiệm lần sau ạ. Cứ đúng quy định theo tuyến em làm, xe em mà chạy thẳng về Hà Nội thì chỉ mất có một ngày một đêm thôi. Cháu Sa ơi, cháu Sa ơi, cháu chịu như mọi khi nhé. Cháu Sa ơi, anh Bảo đây. Chào anh Bạch. Chào em. Em tưởng anh sang bên Quan Hoa, anh đi từ sáng rồi cơ mà. Em sang bên lấy hộ anh nhé. Để anh ở bên này cho. Hôm nay cưới cháu ông phó chủ tịch bạn anh phải hiếu hỉ tí tí mà. Em chịu thôi, tòa soạn phân em về đây rồi. Anh không có ở đây thì gay. À, hay là em sang bên An Trì, bên ấy bắt được một con chăn dài và to lắm. Chăn gì mà dài những 29 mét, em lại không tin. Ấy, có thật đấy. Châu Sa này, anh cần có mặt ở huyện này, nói thật với em nhé. Anh đang nhờ tay phó chủ tịch giải quyết cho ít gạch hoa lát nền nhà. Em thông cảm, giúp anh một tí. Thôi được, nhưng bận sau anh đừng quay em như trong chóng nữa nhá. Này trật tự, huyện Quan Hoa bên phải ta từ xưa tới nay vẫn khá, còn cái thằng An Trì bên trái ta cũng lẹt đẹp, nhưng vừa bắt con chăn dài 29 mét nên có cái để mà nhắc tới. Huyện hy vọng vào cái lò gạch của các anh thì suy sụp rồi. Cái hay không có để thiên hạ người ta nhắc tới, mà các anh lại còn bày cái dở ra để người ta chửi vào mặt tôi à? Tôi là tôi cấm. Anh Trạch, về mà lo cưới xin cho cháu đi, chứ đứng đây gây rối à, hiểu không? Thưa bác phó chủ tịch, cưới cháu của em cũng là cháu của bác đấy. Bỏ cái giọng nói đi, việc công ra công, tư ra tư, không có thể lẫn lộn thế được. Bác Dương ơi, bác Dương. Cái gì? Có anh phóng viên đài truyền thanh của tỉnh muốn gặp bác đấy. Thôi, các anh tự lo giải quyết hậu quả đi, đừng để đến tai nhà báo nhà đài mà đâm nhờ rách việc đấy. Chào anh Dương. Tôi săn nành mãi. Chào phóng viên Minh Bạch, đã trộm được tin gì chưa? Chưa, hôm nay là chủ nhật, lại là cưới cháu gái anh mà anh vẫn thất bật công việc vậy ạ. Cán bộ huyện mà. Riêng điều đó là đủ viết một bài phóng sự về anh. Nên viết về phong trào, chứ cá nhân lãnh đạo để sau. Này, về tôi làm chén rượu đi. Dạ, uống rồi, à? Mừng rồi. Anh nói cho vài lời để ghi âm. Ta bắt đầu. Thưa anh cho biết cái mạnh ở huyện của ta. Dạ. Huyện chúng tôi nổi bật là trong cách làm ăn tùy tiện, cụ thể là trong nông nghiệp cây mạ cắm trạch đi một tí không sao, chứ trong công nghiệp là chết ngay đấy. Thế còn tình hình sản xuất gạch thì thế nào ạ? À, gạch à?
lò gạch của chúng tôi thì xin lỗi anh Minh Bạch nhé. Ok. Anh Dương ơi, anh Dương, đề nghị anh phát biểu tiếp về tình hình sản xuất gạch chưa? Anh Minh Bạch này, thế này nhá, tôi phải đi đây. Anh cứ về chỗ cây sấm, vui vẻ thoải mái một tí. Đến chiều nhất định tôi sẽ cung cấp cho anh một sự kiện thật nóng bỏng. Dạ vâng, nhưng mà tôi là chỉ bám thất lưng huyện anh thôi đấy ạ. Được. Bác Phan là bạn chiến đấu cũ của nhà tôi đấy ạ. Vâng, tôi cũng biết bác Phan. Vâng, bác ấy đã hẹn là đi. Bác ấy sống có đầu có cuối, vừa hiền từ, vừa nhân đức. Làm thôi. Bà nội, đi mau, nguy to rồi. Đi đâu? Bác Phan đâu rồi? Vào bệnh viện. Hả? Cái số nhà ta thật không may. Có tin bác ấy bị tai nạn giao thông rồi. Ôi, ấy chết không ạ. Giao thông à? Cậu ơi. Ơi, tai nạn giao thông à? Ghê quá. Nhờ công các bạn chăm sóc bà hộ tôi, bà ấy bị bệnh tim, ngất xỉu như vậy luôn. Quân ơi. Quân. Dạ. Đèo bố tí đi con. Thế còn cưới con, còn đón dâu à? Dẹp, đi gặp bác Phan đã. Dẹp làm sao được hả bố? Còn nhà gái, khách khứa, bạn bè à? Tao bảo dẹp là dẹp. Mang xe ra đi. Thưa bác. Tí nói bác đã về hưu, chỉ cho mượn xe này để ưu tiên chở các cụ ạ. Còn tất cả ra đi xe cuốc, ta đi chứ bác. Hoãn. Ê chết. Bác đừng giận cháu, đây là ý kiến của Ti. Chứ còn cháu thì với tôi bác... bảo hoãn đám cưới mà. Sao ạ? Xe của bác bộ trưởng Phan về dự cưới cháu bị lao xuống vực rồi. Cái gì? Ông Trần Phan đấy ạ? Ừ. Ôi trời ơi. Biến cố thì như các bạn đã rõ. Bây giờ tớ đi với bố tớ, có thể chậm. Nhưng hôm nay nhất định vẫn on dâu. Ờ, đúng rồi, đi. Thôi, cứ đi đi. Các bạn đây, mấy bạn nữ nữa. Bố đi theo anh. Tây có khác, đón dâu toàn bình bình. Anh Hào ơi! Anh Hào! Ngủ gì mà ngủ khiếp thế? Dậy đi thôi! Dậy, anh ơi! Dậy! Bảo thôi còn cứ cố nữa cơ. Kệ! Mặc xác con! Anh đang mệt chết đi được. Dậy cấp cứu! Mau lên! Thằng cha xính này không thấy khóa ngoài thì nó chưa chịu đi đâu. Mở cửa anh Hào. Anh trốn ra bếp. Ừ. Em bảo anh đi từ đêm hôm qua chưa về nhé. Ai đấy ạ? Tôi đây. Chào chị. Anh ấy đâu rồi? Nhà tôi đi vắng. Mời anh vào xơi nước. Có việc gì đấy anh? Sáng chủ nhật ông ấy đi đâu mà sớm thế? Đi trực cả đêm đã về đâu. Tôi lại cứ tưởng trà thuốc bên anh cơ đấy. Gầy thật. Anh ấy về chị bảo tới ngay bệnh viện. Có ca mổ quan trọng lắm. Ai đấy ạ? Ô tô rơi xuống vực. Có ông bộ trưởng bị thương. Ôi, ông bộ trưởng cơ ạ? Phải. Anh Thành bảo tôi tới tìm anh Hào vì anh là tay mổ khá. Chị nhớ bảo anh tới bệnh viện ngay nhé. Vâng. Thay quần áo mau lên đi em. Anh Quyền khuấy đi mất. Hôm nay cưới con trai ông trưởng Ti Xanh đã về hưu. 10 giờ đón dâu. Đám này không đi thì không xong đâu. Vì nhà gái đang có thế lắm. Mà em bị cảm hay sao thế? Tay xính đi hẳn chưa? Rồi. Tìm có việc gì? Cấp cứu một ông bộ trưởng. Ông bộ trưởng à? Anh Chính ơi! Anh Chính! Tôi đây! Anh Chính! Anh Chính, chờ tôi với.
lên, ta đi thôi em ơi. Đi đâu? Em đi chợ đây. Đến bệnh viện, dịp mày đã tới. Ô hay. Đi thôi. Mày mới rủi cái gì? Bác sĩ như anh thì mới cần đến, hộ lý như em thì có hàng tá, đến chỉ tổ quần chân thôi. Nhưng bệnh nhân lại là ông bộ trưởng, em hiểu chưa? Thì ông bộ trưởng, nhưng ở bệnh viện đã có đủ một ca mổ trực rồi cơ mà. Em nghĩ nông cạn lắm. Nghe anh nói đây này, anh muốn cả hai vợ chồng chúng ta cùng đến cứu chữa cho ông bộ trưởng là để sau này nhờ vả. Biết đâu ông ấy chẳng vì tình nghĩa lại xin cho chúng ta chuyển về Hà Nội thì sao? Em hiểu chưa? À, anh ơi, nhưng... Nhưng cái gì? Em cần đi cùng với anh là để tỏ rõ nhiệt tâm của gia đình ta với bề trên, hiểu chưa? Có chắc thế không? Chắc chứ. Thế thì đi ngay thôi. Mau không ông Thành hay chính ông Xính để chữa tranh mất thì không còn dịp nào nữa đâu. Để anh khóa cái cửa đã. Nhanh nhanh lên anh ơi. Này, ông bộ trưởng ra sao? Vết thương lại mấy? Anh quyết định thế nào vậy? Bác sĩ Thành. Ý kiến anh Thành ra sao rồi? Anh Thành xử lý thế nào? Báo cáo anh Khánh. Bệnh nhân bị chấn thương mạnh. Máu tràn vào khoang phổi. Chúng tôi đang tiếp máu và cho thở oxy ạ. Không hôn mê chứ? Không, chỉ bị ngất do choáng thôi. Luôn luôn theo dõi hoạt động của tim nhé. Vâng. Bà bạn nhiều quá đấy. Này, ta nên đưa lên bệnh viện tỉnh hay là để nằm lại, đợi chuyển về Hà Nội nhỉ? Đưa lên bệnh viện tỉnh cũng không giải quyết được gì đâu anh ạ. Vì bệnh viện của ta, từ khi có chính sách tăng cường cấp huyện, thì phương tiện cũng khá. Một là gọi máy bay đưa về Hà Nội. Hai, mổ tại đây, mời thêm bác sĩ giỏi. Chứ đừng đưa linh tinh đi đâu nữa anh ạ. Thôi được, cậu gọi anh em vào hội chẩn ngay nhé. Vâng. Chúng ta hội chẩn thật ngắn gọn nhé. Ca này chúng ta cũng có khả năng mổ. Nhưng đây không phải là bệnh nhân bình thường, mà là đồng chí bộ trưởng. Các đồng chí đều biết, nếu ở Hà Nội, đồng chí phải được chạy chữa tại bệnh viện Việt Xô. Còn ở đây, tuyến ta không đủ tư cách pháp nhân để chữa cho đồng chí ấy. Các đồng chí cho ý kiến đi. Như vậy là anh không đồng ý cho mổ tại đây ạ? Không phải tôi, mà là quy định chung. Tôi nhớ có lần chúng ta cũng đã rơi vào trường hợp này. Lâu rồi, mà hình như mổ cho một đồng chí chuyên gia thì phải. Vâng, vâng. Dạo ấy là có sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và cả lãnh sự quán của họ nữa. Sau đó có cả bác sĩ từ Sanh Pôn lên tham gia cùng mổ. À, mà chả lẽ các anh không nhớ, gần đây đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy về thị trấn họp bị đau nặng. Chúng ta có đủ thẩm quyền để mổ, vì có cam kết của gia đình, có cả lệnh của chủ tịch tỉnh. Xong chúng ta vẫn gửi về Hà Nội, kịp mổ cho an toàn và yên tâm hơn. Chúng ta chỉ được phép mổ khi nếu không mổ thì bệnh nhân sẽ chết. Đó là nguyên tắc. Theo tôi, ca này ta nên chuyển về Hà Nội càng nhanh càng tốt. Nếu hết ý kiến các đồng chí về làm việc. Tôi tiếp tục cho bệnh nhân thở oxy và tiếp máu. Còn anh Hào, tôi đã cho người tới gọi nhưng không gặp anh ta. Thôi, cứ để cậu ấy nghỉ, có mổ đâu mà gọi. Nhưng cũng phải báo cho anh ấy biết chứ ạ. Tôi đã nói, bằng mọi cách chuyển về Hà Nội với phương tiện thế này, ai dám đảm bảo là ca mổ không có những biến chứng bất ngờ? Tính mạng của đồng chí bộ trưởng cần được đảm bảo vững chắc. Cậu hiểu chứ? Vâng, tôi hiểu. Chào bác ạ. Này, đồng chí giám đốc đâu? Anh Khánh đến bưu điện để bắt liên lạc với hội đồng bộ trưởng ạ. Về việc gì? Dạ, xin máy bay đưa bệnh nhân về Hà Nội mổ. Bệnh thật. Chưa báo cáo lên huyện mà đã cho gọi điện lên trung ương, tự quyết định gọi máy bay máy bò.
Ai thay giám đốc khi nguy cấp? Dạ, ca trực hôm nay có anh Thành, bác sĩ khoa ngoại giải quyết mọi việc. Anh Thành đâu? Dạ, ở trong phòng cấp cứu ạ. Ông bộ trưởng đây à? Vâng ạ, bệnh nhân đang lên cơn sốc. Nội quy phòng này không cho phép ai vào đâu bác ạ. Chào anh Dương. Anh đi đâu đấy? Lâu lắm mới gặp anh. Chào anh, thế nào, ông bộ trưởng có sao không? Gầy đấy. Chúng tôi đang cho thở oxy. Mà xe của anh đâu? Phải đi nhờ xe công an. Để bảo vệ luôn cho ông bộ trưởng đấy. Để phòng bọn biệt kích, lưu manh lợi dụng cơ hội này đục nước béo cò, phá uy tín của huyện ta. Hai người, một thượng úy, một thiếu úy, theo ý anh có đủ không? Kể ra anh cho hẳn một đại tá thì chắc hơn. Cậu gác ở đây, mình đi một vòng quanh bệnh viện xem sao nhé. Vâng. Này, lúc nãy anh nói gay đấy là gay thế nào? À, máu từ vết thương tràn vào khoang ngực. Một ca cấp cứu không nhẹ đâu. Liệu có chữa ngay tại đây được không? Theo quy định của ngành y, bệnh viện tuyến 3 có quyền xử lý ca này. Nhưng nạn nhân lại là đồng chí bộ trưởng, nên còn phụ thuộc vào các quy định khác. Tôi biết. Thế anh Khánh gọi máy bay đưa về Hà Nội à? Vâng, phải đưa về Hà Nội mổ, nếu kịp. Nhưng theo tôi, có thêm bác sĩ và phương tiện, tiến hành ca mổ tại đây sẽ an toàn hơn. Đưa đi đưa lại dù bằng máy bay, cũng rất nguy hiểm. Sao các anh không tiến hành theo hướng đó? Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi. Còn quyết định là của ban giám đốc bệnh viện. Đúng là những việc đại sự thế này, phó thác cho chuyên môn ngành dọc, mà không thông qua cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo là rối tung lên ngay mà. Anh Thành, anh hãy báo cáo tình hình sức khỏe của đồng chí bộ trưởng xem thế nào. Tôi đang bận. Xin anh cứ đọc cái này, sẽ nắm cụ thể tình hình của bệnh nhân. Anh Thành ơi, cho tôi cô phiên dịch lại đây, chứ toàn là tiếng Tây thế này, tôi hiểu sao được. Cô ơi, ông trưởng phòng làm việc ở đâu cô? Anh cần gì? Tôi cần điện gấp về Hà Nội. Ở huyện này chỉ có bà trưởng phòng bưu điện thôi. Mà hôm nay chủ nhật chị nghỉ rồi. Hình như cô bị nhiễm phóng xạ màu da cam thì phải. Hả? Giọng nói nghe lạ lắm. Anh bảo sao? Tôi đã nhiều năm ở thanh niên xung phong, mà trông anh quen quen nhỉ? Tôi là giám đốc bệnh viện, tôi biết hết. Chị kia vừa cắt ruột thừa, cô kia trông đi bộ đội mới về đang xin tháo vòng tránh thai. Cô kia thì đã bốn con gái, đang đòi đẻ con trai, đúng không nào? À, còn cô thì đã... Ấy chết, em là phó phòng bưu điện đây, nếu anh cần gì em giải quyết ngay. Có đồng chí bộ trưởng bị tai nạn giao thông, cần đưa gấp về Hà Nội để mổ. Thế ạ? Các cô giúp tôi liên lạc ngay với Hà Nội nhé. Nội dung điện đây. Anh đợi cho một lát. Chị đưa đây em. Gọi về Hà Nội chị. Đừng có gọi. Cắm máy đi. Điện khẩn về Hà Nội đấy. Alo. 204 đâu? Cho Hà Nội khẩn nhá. Lại bận làm sao thế này nhỉ? Alo, cho Hà Nội khẩn. Không được đâu chị ạ. Không bắt được tín hiệu. Xin lỗi đồng chí giám đốc, em đã gọi điện khẩn về Trung ương theo địa chỉ ghi trong phiếu này. Còn điện thoại đường dài thì bận hết, mà phải đăng ký trước 2 ngày cơ. Cảm ơn cô. Chúng tôi đã cấp cứu xong cho nạn nhân. Bây giờ trách nhiệm thuộc về bưu điện. Nếu các cô chậm liên lạc với Hà Nội, máy bay Trung ương không lên kịp thời, các cô hãy coi chừng đấy. Dạ, chúng em đã cắt hết mọi cuộc nói chuyện để dành cho anh. Thôi được, anh cứ về đi. Khi nào thông dây có liên lạc là em gọi thẳng tới bệnh viện cho anh. Tôi đợi đấy. Anh ơi! Hả? Thế còn ghi bệnh,
Cái bệnh nhiễm phóng xạ của em thì thế nào ạ? Khỏi rồi đấy thôi. Cô xem tôi chữa có tài không nào. Anh có mệt để em đèo cho nhanh. Sao đang xuống dốc còn kịp chán. Sao anh lại rẽ vào đây? Sốc khiếp lên được này. Đi đường tắt cho nó nhanh. Chúng mình nhất định sẽ được cứu sống đồng chí bộ trưởng. Đúng rồi. Lúc đó anh sẽ xin chuyển về một bệnh viện ở trung tâm thủ đô như là Việt Đức hay là Sanh Pôn. Còn em sẽ tiếp tục học đại học nhé. Con gái chúng mình sẽ gửi vào nhà trẻ 20 tháng 10. Cho chúng nó sinh hoạt cả nhà văn hóa thiếu nhi anh ạ. Chúng mình còn được phân nhà lắp ghép nữa. Mua cả tủ lạnh, tivi, máy khâu nữa anh nhé. Này này này, hay là anh xin chuyển về một bệnh viện chuyên ngành y tế mới thành lập. Phải rồi, anh sẽ được đề bạt làm trưởng phòng, viện phó, rồi viện trưởng nữa chứ. Anh sẽ được đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài nữa. Ngộ nhớ ông bộ trưởng chết sau ca mổ của anh thì sao? Ai? Ai dù ôi. Em nói cái gì thế? Làm gì mà anh hết hồn hết vía lên thế? Em đùa đấy. Đi thôi. Nào. 2, 3 cái này. Gì? Anh là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Ca mổ sẽ thành công mà. Đi. Trong y học, không loại trừ khả năng nào cả. Anh cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng nghe em nói ra miệng anh mới thấy ghê gớm thế nào. Như một điểm gở. Cứ đến xem bình tĩnh ra sao đã. Em nói dễ nghe. Khi đến người ta bắt vào mổ, từ chối sao nổi. Chỉ còn cách êm nhất là đi dự đám cưới thôi. Nhà ông trưởng Ti Xanh ở ngay thị trấn. Tới đấy người ta nom thấy ngay. Tránh sao nổi. À, hay ta tới nhà gái. Vừa xa lại khuất nẻo. Đám cưới tan thì ca mổ cũng xong rồi. Không ai cự nữa mình được. Bây giờ nếu thế thì... Anh Khánh kia. Úi giời. Anh chị đi chơi đâu mà qua đây thế? Chúng em nghỉ ca, định đi dự cưới. Bệnh viện có gì lạ không anh? Vẫn bình thường thôi. Thế nào, anh chị hái nấm có khá không? Dạ, cũng khá khá. Anh đi đâu về đấy ạ? À? Tôi đi đánh điện, gọi máy bay lên đón ông bộ trưởng về Hà Nội mổ. Thế anh chị không nghe nói gì sao? Không. Chúng em có ở nhà đâu mà biết ạ. Hai người cứ hái nấm đi. Tôi về bệnh viện đã. Dạ. Ông ấy không hề mắng mỏ. Lại còn vui vẻ mới lạ chứ. Ông Thành thì cần anh. Mà giám đốc thì không thèm nói với anh một câu. Gầy đấy anh ạ. Hay là... có ai đó đã mổ xong rồi? Không nhanh như thế được. Mà tại anh cũng không đến bệnh viện ngay. Ông ấy giận, ra vẻ bất cần thôi. Thế thì anh phải tới ngay mới được. Đi. Dép của anh đâu rồi? Tìm cho anh với. Tới ngay sao hối không kịp đâu. Em đi cùng em đỡ lời cho. Dép đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Còn chiếc nữa chứ. Bác cứ vào đi. Trước đi ạ. Chúng cháu chờ ngoài này. Bác cứ vào đi. À, xin chào đồng chí. Đồng chí cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ? Bác cần gì ạ? Tôi là giám đốc đây ạ. Tôi trưởng ty đây. Nhưng hiểu chí rồi. Tôi biết. Hôm nay nhà bác có đám cưới. Vâng. Nhưng nếu bác có định mời, chúng tôi cũng xin khất. Chúng tôi đã có giấy mời chung cả bệnh viện. Vâng. Nhưng gay gò quá. Có lẽ phải hoãn đám cưới của các cháu lại. Sao thế ạ? Tôi vừa được tin ông bộ trưởng, bạn cũ của tôi, vừa bị tai nạn. Hình như nằm cấp cứu ở đây phải không ạ? À, thì ra ông bộ trưởng về dự đám cưới nhà bác đấy. Vâng. Nếu như biết cơ sự này thì tôi đã gàn rồi. Xin anh cho biết tình hình ra làm sao ạ? Nhưng mà thôi, bác cứ về lo đám cưới đi. Ông ấy không đến được đâu.
ấy chết. Giời ơi, nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình tôi ân hận suốt đời. Xin các đồng chí tận tình cứu giúp. Cần gì gia đình chúng tôi xin lo đủ cả. Không, chả cần gì đâu. Dạ. À, mà bác có quen nơi nào có thể liên lạc với Hà Nội, gọi máy bay lên đón ông bạn của bác về thì tốt. Khó đấy, nhưng cũng phải lo thôi. Bây giờ cho tôi vào thăm ông ấy một chút ạ. Không được, đang cấp cứu. Dạ. Bác vào phiền cho các bác sĩ để ổn ổn đã nhé. Thôi được rồi. Này bác ơi, có thịt hoặc có chè thuốc gì ngon ngon đem bồi dưỡng cho anh em một tí. Chứ từ sáng tới giờ lo sút mấy cân thịt vì bác rồi đấy ạ. Được rồi, cứ yên chí. Miễn là các đồng chí chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Quân ơi, Quân ơi. Dạ. Đây đây đây, để bố viết cái thư tay, con mang ngay cho bưu điện tỉnh nhé. Vâng ạ. Còn các cháu, dạ, các cháu cố đi lùng giúp hộ cho bác, xem nơi nào như bộ đội hoặc chuyên gia mà có điện đài riêng gọi về Hà Nội thì báo ngay cho bác biết. Vâng. Nào, đi 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 các cháu, đi đi cháu. Đây đi cậu. À, chào anh Dương, có việc gì thế? Chào anh. Bao tử của anh lại đau không à? Tôi đến vì tính mạng của đồng chí bộ trưởng. Này, tại sao mình không lo chạy chữa mà gọi trực thăng đưa đi đâu hả anh? Tại sao à? Anh cứ xem ở trong này khắc biết tại sao. Tôi chịu không hiểu nổi, các anh ghi cái gì đại để là cần phải mổ. Đúng rồi, mổ, cần phải mổ. Nhưng anh quan tâm làm gì đến nghề nghiệp của chúng tôi mà sâu thế nhỉ? Đồng ruộng mương máng còn cần hơn cho các anh chứ. Tôi cần biết ông ấy ngã trên đất huyện mình như thế nào. Vì con đường của các anh tốt quá cho nên suýt sơi tái bộ xương sườn của đồng chí bộ trưởng đấy. Anh lầm rồi, đó là biên giới chung của hai huyện. Cho nên nó mới lắm ổ gà thế chứ gì. Cha chung không ai khóc mà. Hậu quả là đồng chí bộ trưởng phải mổ. Nhưng nếu được phép mổ, tôi cũng không cho mổ tại đây đâu. Tại sao anh quyết định không cho mổ tại đây? Anh không tin vào khả năng của bệnh viện huyện ta. Biết thế nào để nói là tin hay không tin. Lại không có văn bản nào quy định bệnh viện huyện được phép mổ cho đồng chí bộ trưởng. Phải có hội chẩn ở cấp cao chứ. Anh Khánh này, anh cũng là đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Tôi cứ nói thật, huyện mình mấy quý vừa rồi không có gì nổi bật cả. Gay quá. Cần làm cho sự kiện của bệnh viện các anh trở thành trung tâm của cả huyện, nghĩa là huyện rất mong mỏi các anh cứu chữa đồng chí bộ trưởng để bổ sung vào bản báo cáo của huyện đang còn yếu quá. Anh nên có trách nhiệm vào đấy. Không có đồng chí bộ trưởng thì chúng tôi cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu các anh giao về khám bệnh và điều trị rồi. Đây, báo cáo đây. Anh nói tới trách nhiệm nhưng phải nghĩ đến thực lực của mình nữa. Nhưng các anh có đủ bác sĩ phẫu thuật đấy chứ. Tôi nhớ có lần bác sĩ Hào đã mổ cho cả chuyên gia rồi thì phải. Cũng tùy thời điểm. Mà bác sĩ Hào hôm nay nghỉ bù đi chơi vắng. Chủ nhật ai biết đâu mà tìm. Gián điệp, biệt kích, lưu manh trốn trong huyện tôi còn moi ra hết. Nữa là anh bác sĩ, cứ để đấy cho tôi. Anh Dương, tôi nói thẳng, một mình bác sĩ Hào không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi sẽ gọi bác sĩ Trung ương về cho anh. Đồng chí Pha. Có. Đồng chí Xá. Có tôi. Anh Pha về ngay dẫn một tổ đi lùng bác sĩ Hào gấp. Còn anh Xá, phóng mô tô về ngay, đài truyền thanh huyện, thông báo toàn huyện, lệnh của tôi. Rõ. Rõ. Đi. Tôi đi. À may quá, có bác phó chủ tịch đây can thiệp giúp. Bệnh của tôi vẫn còn đau mà họ đã cho tôi giấy xuất viện. Tôi cũng vậy, bệnh còn đang đau. Đau thì lại khám, xin vào nằm chứ khó gì. Thế sao không cho tôi nằm luôn? Hôm nay có ông bộ trưởng tạm giải phóng bệnh nhân cho rộng chắc thế.
Thế thì còn có lý chứ. Khi nào ông bộ trưởng ra, chúng ta vào cũng được. Thôi cũng đành vậy. Này, sớm mai vào nhập viện ngay nhá. Mai lại vào á? Phải, đấy là phép quay vòng của bệnh viện. Để mau hoàn thành kế hoạch, mỗi vị cứ phải quay đủ 3 vòng. Đã gọi là nhanh như điện, tại sao lại chậm chạp lề mề? Không báo được cho bác sĩ trung ương lên mổ cho đồng chí bộ trưởng kịp thời thì cô ra tòa hết. Dạ, cháu không có gì đâu ạ. Vì đường dây ở huyện ta phải qua tỉnh thì mới tới Hà Nội được chứ ạ. Tôi ra lệnh, sau 5 phút phải nói chuyện đường dài được với Hà Nội. Dạ, chúng cháu đã cắt hết mọi cuộc nói chuyện ở huyện, ở tỉnh. Nhưng đầu dây Hà Nội thì họ luôn luôn bận ạ. Thay mặt hội đồng bộ trưởng, tôi ra lệnh cắt cả đầu dây Hà Nội. Ôi, chết gầy gò quá đấy. Lệnh này thì chết cả lũ thôi. Lệnh gì mà kỳ quái thế nhỉ? Đòi cắt đầu dây Hà Nội thì cắt làm sao được? Chào bác ạ. À, mày đấy à? Dạ, bác tha lỗi cho cháu ạ. Tha cái gì, ta đang vội đây, cần gì thì đến văn phòng ủy ban. Thôi, bác bất giận làm lành, có phải lỗi tại cháu đâu ạ. Nhẽ ra cháu phải lên báo bác từ sớm, nhưng mãi bây giờ mới dứt ra được ạ. Ờ, thế mày chưa đón nó về à? Dạ. Tao đã dặn mẹ con sớm là cho dâu từ sáng cơ mà. Dạ. Sao mày lề mề thế? Dạ, thưa bác, cháu tìm gặp bác để xin khất đón dâu ạ. Ừ, thế thì không được. Khất đi dân công thì tao còn cho được, chứ đón dâu mà khất tao không cho. Mày hiểu không? Mày coi thường tao quá đấy Quân ạ. Bác nghe cháu nói, cháu đâu dám thế. Thôi, không dài dòng nữa, tao đang bận. Mày không đón, mai tao cho dâu nhà khác. Dạ, bác nghe cháu nói đã. Lạ thật, ở đời có 3 việc khó, là làm nhà, lấy vợ, tậu xe, thì mày đã có 2 rồi. Còn mỗi việc lấy vợ mà không xong, hoãn vì cái gì, lý do gì? Bác Phan bộ trưởng về dự đám cưới cháu bị tai nạn ô tô ạ. Vậy hả? Sao không nói ngay? Bạn cũ của bố cháu, thế mới gay chứ ạ. Thì tao cũng đang lo cứu bác, nhưng biết đâu lại là người nhà của mình. Thôi, về lo cùng với bố mày, tao cho khất đấy. Dạ cháu. Phải lo cứu bộ trưởng nhà ta trước đã. Dạ cháu đi bác. Bác Dương. Cái gì cô? Mày quá, thông dây rồi, mà bác vào đàm thoại. Hay quá, thế mới gọi là nhanh như điện. Chỉ tại đầu dây đằng kia họ sợ bác quá muộn nhả ra. Chứ lịch sử ngành bưu điện chưa bao giờ có chuyện này đâu bác ạ. Sâm ơi, Sâm. Sâm ơi. Sâm. Anh. Nội trong ngày hôm nay anh sẽ đón em. Người nhà anh gặp tai nạn nên lỡ hẹn. Lỡ? Ngày hôm nay mà anh còn lỡ được. Em không biết. Kệ anh đi. Ôi, đợi anh nhá. Sẫm, có chuyện gì đấy? Đứa nào làm gì em đây hả Sẫm? Sẫm. Đồng bào chú ý, lệnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ai thấy bác sĩ Hào ở đâu thì báo gấp cho đồn công an gần nhất, hoặc bắt mang về bệnh viện huyện. Huyện sẽ có cửa. Đồng bào chú ý, lệnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ai thấy bác sĩ Hào ở đâu thì báo gấp cho đồn công an gần nhất, hoặc bắt mang về bệnh viện huyện.
Lẽ nào? Thôi chạy đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt, đừng để họ tóm được. Nhanh lên anh. Bảo có thấy bác sĩ Hào đâu không? Thấy thì đã bắt để có thưởng. Ngồi từ sáng đến giờ đã bán được xu nào đâu. Anh công an ơi, hai vợ chồng đạp xe đi từ sáng rồi mà chủ nhật không tìm được đâu. Anh Pha ơi. À Cường đây à, có việc quan trọng đây. Thế à? Lại đây, cho mượn con bác dê đi tìm bác sĩ Hào cái. Chó dùng để bắt kẻ gian, chứ làm sao tìm được người ngay hả anh? Anh Khánh ơi. Báo cáo giám đốc ạ. Anh chị không đi dự đám cưới à? Không. Anh ra lệnh bắt tôi đấy à? Ai bắt anh làm gì? Anh Dương thử gân anh tí ti thôi. Giờ anh chép cho tôi bản thành tích thi đua để gửi lên sở y tế và đọc trong đại hội công nhân viên chức sắp tới. Có thể anh phải thay tôi đọc cho nó khách quan đấy. Có lẽ để tôi xuống phòng cấp cứu xem sao. Đúng đấy anh ạ. Thôi thôi, anh em họ cấp cứu cả rồi. Nhưng nhớ cần mổ. Anh Hào em đến là để nhớ cần mổ thì sẵn sàng mổ ngay đấy ạ. Vâng, tôi đã nói rồi, anh em họ cấp cứu xong rồi. Bây giờ đợi bộ đưa máy bay lên đón về Hà Nội thôi. Ca này không đơn giản đâu. Tôi không có mặt thì thôi. Nhưng khi tôi đã tới, về phương diện chuyên môn, anh cứ để tôi xuống thăm bệnh nhân một chút. Chào anh ạ. Đấy, ông ấy đi. Nhanh lên. Chào đồng chí giám đốc ạ. Chào đồng chí ạ. Chào hai bác ạ. Hai bác bày cái trò gì thế này? Chúng tôi lo cho anh em trong bệnh viện, cũng là lo cho gia đình chúng tôi ạ. Vâng. Chứ nói dại, bác bộ trưởng có mệnh hệ gì thì gia đình chúng tôi ân hận suốt đời ạ. Nhờ đồng chí. Hai bác ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho đồng chí bộ trưởng. Vâng. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ hai bác cứ mang những thứ này về, còn lo đám cưới cho các cháu ạ. Ấy không, tôi đã tuyên bố hoãn đám dâu cho đến lúc bác Phan tai qua nạn khỏi. Vâng ạ, đây là chút lòng thành của gia đình chúng tôi. Vâng, vâng, mong đồng chí nhận cho ạ. Chúng tôi không nhận đâu. Bây giờ hai bác và cháu cứ về đi đã. Ở lại cũng không giải quyết gì được đâu mà. Thế nhá. Ấy. Ủa anh, sao thế nhỉ? Thôi, bố mẹ ở đây, con về lo nốt, kẻo nhà gái họ đợi mất. Đến lúc này mà mày còn nghĩ đến thân mày thì đúng là đồ con bất hiếu. Mày không lo ế vợ đâu con ạ. À, bố, việc trăm năm của con mà. Trăm năm hay nghìn năm cũng mặc, mày cút đi cho khuất mắt tao. Đừng to tiếng nữa ông. Chuyện đó rồi bố con bàn bạc giải quyết với nhau. Cứ để cho em nó lo cưới, bắt tội nó theo mình làm gì. Ở đây y bác sĩ đủ mâm đủ đũa cả rồi, mà có giải quyết được gì đâu. Thôi cầu cho hai bác tai qua nạn khỏi. Vâng. Thôi chăm sự nhờ anh cả. Vâng. Anh này. Dạ. Anh là chỗ gần gũi với ông giám đốc mà. Vâng. Anh thấy cần hỗ trợ gì anh cứ dí tay tôi. Vâng vâng. Nếu cần hiến máu vợ chồng tôi cũng sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Cứ bình tĩnh hai bác ơi. Chuẩn bị một cái mưu kích như thế kia có nổi không? Xin các đồng chí ra tay cứu giúp cho ạ. Miễn sao cho ông ấy tai qua nạn khỏi. Một du kích chứ hai du kích. Vâng. Gia đình cũng đáng tiếc ạ. Anh giúp cho. Đây là dịp để các con trả nghĩa cho ba đây. Giờ làm thế nào nhanh chóng đưa ba về Hà Nội thì đưa. Anh trưởng, anh là viện phó viện khoa học khai thác khí quyển to thế mà không làm thế nào lo được phương tiện máy móc gì hay sao? Dạ... Mẹ ạ, con trong tay chỉ có gió thôi.
anh hai, anh ba, ì ra đấy à? Các con phải chạy bằng được cái trực thăng hiểu chưa? Mà phải nhanh nhanh lên. Không cái Huyền ấy mà họ mổ thì không chết cũng thành tật. Nghe nói vết thương nặng lắm. Con mang ca con có thể lo được, chứ máy bay thì... Ôi giời ơi. Ngày Chủ nhật, xe ca còn khó nữa là máy bay. Có cần máy bay mới phải cần đến chúng mày. Chứ ô tô thì đi làm sao được. Đường xá những mấy trăm cây số gồ ga gồ ghề thế này. Này, nghe mẹ dặn này. Ở trên bộ người ta có hỏi ý kiến, mẹ đã trả lời là không cho mổ, dứt khoát. Tuyến nào về tuyến đó. Các con cứ thế, thống nhất ý kiến trả lời nhé. Vâng ạ. Thôi đi chạy việc đi, có thế nào về báo cho mẹ biết. Con đi đây mẹ. Mỹ Lệ này. Dạ. Con đi tìm doctor lấy da quất thế nào rồi? Con đến bác sĩ. Bác sĩ đi thăm bệnh nhân Hà Đông chưa về ạ. Đông Tây gì thì cũng phải vào tận nơi mà tìm cho ra. Chứ ngồi đấy khóc à. Alo, văn phòng bộ phải không ạ? Vâng, tôi đây ạ. Tôi không cho mổ trên đấy đâu. Nếu mổ phải chính giáo sư, doctor lấy ra quất mổ tôi mới đồng ý. Sao? Ô tô đi rồi à? Vâng vâng, tôi không cần xe đâu ạ. Phải máy bay cơ. Vâng, gia đình và bộ cũng lo mới nhanh được. Cháu ơi. Cô ạ. Thế nào rồi? Có máy bay rồi cô ạ. Thế thì tốt quá. Máy bay phản lực. Càng nhanh chứ sao? Nhưng mà còn sân bay thì sao? Nhỉ, lại còn sân bay nhỉ. Phải trực thăng thôi. Làm thế nào bây giờ cháu? Thôi rồi, để cháu sang bên hàng không dân dụng xem. Ừ, thế cháu cứ đi hỏi hộ cô xem thế nào nhé. Vâng. Có gì thì báo ngay cho cô biết đi nhé. Dạ vâng. Nhẹ tay thôi. Khẩn trương lên. Anh Hào, ai cho phép anh đưa bệnh nhân vào phòng mổ? Báo cáo hai anh, bề ngoài bệnh nhân chỉ có triệu chứng khó thở, không thấy gì nguy hiểm. Nhưng do máu ứ động quá lâu trong phổi, ép lên màng tim, trường hợp này cần phải mổ ngay. Anh giải thích mổ ngay, nghĩa là mổ tất cả bây giờ hay là mổ tạm rồi đưa về Hà Nội mổ tiếp? Nghĩa là sau một giờ, nếu không mổ bệnh nhân sẽ chết. Tôi tới muộn, nhưng không còn cách nào khác đâu. Tôi đã chuẩn bị mổ theo nhiệm vụ chuyên môn, còn quyết định phải do đồng chí giám đốc đấy. Đợi đi đã, tôi nói để anh biết rằng bộ đã nắm hết tình hình và sẽ có biện pháp cụ thể. Về phía gia đình thì vợ con họ không đồng ý mổ ở huyện, ta không thể tùy tiện được. Anh mổ có bảo đảm không anh Hào? Tôi không rõ, nhưng tôi tin. Tôi triệu tập cuộc họp ủy ban mở rộng ngay bây giờ, sẽ quyết định cho anh mổ. Vâng. Chính quyền không thể can thiệp thô bạo vào công việc chuyên môn như thế được. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Anh Khánh, anh đã từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo của anh rồi. Thay mặt cho chính quyền và cấp ủy huyện và bệnh viện cai trực thuộc, tôi ra lệnh phải tiến hành ca mổ ngay để cứu sống đồng chí bộ trưởng. Anh không có quyền ra một mệnh lệnh như vậy được, bất hợp pháp. Tôi có quyền. Anh này, anh vẫn chưa mổ cơ à? Anh Khánh chưa đồng ý. Thế từ bấy đến giờ anh làm gì? Đợi chứ còn làm gì nữa. Đợi gì? Cam kết bảo đảm. Thôi đi. Em thì cứ hỏi thẳng, anh còn sợ ca mổ này không? Lúc chưa tới thì ngại, nhưng bây giờ, trước cái chết đang đe dọa bệnh nhân, người thầy thuốc sợ hãi thì bỏ nghề đi là hơn. Tới phút chót mà không có ai ký vào biên bản, anh vẫn cứ mổ. Em biết rõ nỗi băn khoăn của gia đình ông trưởng Ti. Họ sẽ ký giấy cho anh, để em gọi nhé. Chuẩn bị cho gây mê chứ anh Hào? Chuẩn bị. 15 phút nữa ca mổ sẽ bắt đầu. Khoan, không có ai ký là tôi không cho mổ. Không đủ thủ tục. Cái ông nghi vụ này lắm chuyện. Đợi cho xong thủ tục của ông thì bệnh nhân đã nghèo từ lâu rồi đấy. Đề nghị anh Dương vào ký đi. Anh là đại diện huyện to nhất ở đây. Anh Khánh chứ, anh là giám đốc bệnh viện phải ký chứ. Anh đã ra lệnh, vậy thì anh ký đi. Lệnh?
là lệnh chung của huyện. Chứ cá nhân tôi thì tôi cũng chỉ là một thành viên thôi. Mời bác vào đây ạ. À, vị cứu tinh đây rồi. Mời bác ký vào đây cho. Sao tôi lại phải ký ạ? Để khi mổ, nếu xảy ra chuyện gì, bác chịu trách nhiệm thay cho gia đình. Đúng đấy ạ. Ông ơi, lạ thật. Để cứu sống một con người, ông ta không tiếc gì cả. Thế mà chữ ký lại tiếc. Bà Xanh ký vào đây vậy. Bà ký cho. Ôi, bác Phan được. Kìa mẹ. Tôi ký cho. Báo cáo giám đốc, có điện ạ. Cảm ơn cô. Dừng lại đã. Có điện khẩn, máy bay trực thăng đang trên đường tới đây. Tôi phải vào xem bệnh nhân ra sao đã. Anh Hào ạ. Tôi là giám đốc. Chính tôi chứ không phải ai khác chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra ở đây. Nhưng chúng ta là bác sĩ anh Khánh ạ. Tôi nghĩ không có trách nhiệm nào nặng nề và lớn lao hơn trách nhiệm của người thầy thuốc đối với tính mạng của bệnh nhân. Đề nghị ca mổ vào ngay. Ca mổ vẫn tiếp tục. Dù máy bay tới cũng không cứu nổi bệnh nhân. Máu đọng bắt đầu ép lên vùng tim, làm bệnh nhân hôn mê. Hôn mê rồi à? Máu ép lên vùng tim rồi à? Tôi ra lệnh mổ. Anh Hào, cứ cố gắng lên. Dù mổ dở dang rồi đưa về Hà Nội mổ tiếp, huyện ta cũng có tiếng vang mà. Máy bay sắp tới, huy động 100 người đến bệnh viện làm sân bãi đỗ. Điều ngay 30 nam nữ thanh niên ra đón vẫy hoa. Huyện đội đâu? Có. Cho một trung đội dân quân tự vệ kết hợp với công an làm nhiệm vụ bảo vệ. Đó. Hành chính. Dạ. Cần lo bữa tiệc khá khá vào. Vì chẳng mấy khi cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này của chúng ta có vinh dự đón các vị khách từ Hà Nội đến như hôm nay. Và chúng ta cần tiến đồng chí bộ trưởng về Hà Nội chữa bệnh thật long trọng. Chúc mừng thành tích Việt ta. Chúc mừng Việt ta. Này Lan ơi, nhớ về bảo các bạn các chi đoàn tập trung nhanh lên nhé. Bảo các đồng chí là ăn mặc đẹp vào. Thôi con ơi, bây giờ mà xe chưa tới thì họ hoãn thật rồi. Có được ông bác thì mất may mất mặt. Mẹ hỏi thật nhá, hay thằng Quân nó có con đầm nào ở bên Tây rồi? Hay chúng mày đã chót dại với nhau rồi? Có gì thì con cứ khai cho thật, để mẹ còn liệu. Khổ quá ông ạ. Có khi chỉ tại cái lò gạch thôi. Bác Dương bác ấy thẳng tính, bác ấy mắng thằng Trạch thế nào mà bên ấy họ giận. Họ bỏ họ không đón dâu nữa. Để tôi xem. Lấy làm gáo vỡ làm muôi. Nhưng cô ơi, con chim kêu nó làm tổ. Nó làm là để cho con chim thước nó đẻ. Cô buồn làm chi? Chả lấy con ông trưởng Ti, lấy con ông trưởng phường trưởng xóm, thiếu gì nơi gửi gắm tình thương. Trời ơi bác ơi, bác bỏ cháu bác đi đâu? Chờ việc mình, đang ngập đầu lên đây thím ạ, toàn là việc nước cả, có hỏi tới lúc nào đâu. Sấm ơi và các cháu, ra ngay nhanh lên, nhanh lên. May quá sẵn quần trắng áo dài nữa rồi. Lên ô tô đi ra đón ngay các vị khách Hà Nội mới đến, nhanh lên các cháu đi. Nhà phóng viên Minh Bạch dậy. Đi đi. Đi đâu? Nhanh lên. Nhưng mà đi đâu? Tôi đã nói nhất định sẽ cho anh một sự kiện nóng bỏng mà. Nóng bỏng à? Sự kiện gì anh? Bây giờ xe pháo vượt ẩu quá chừng, chả có luật lệ nhường nhịn gì nhau cả. Lại có đường thổ tả này nữa. Chả trách xe đồng chí bộ trưởng lao xuống vực là phản. Vâng,
Đúng như thế chứ không thì xảy ra tai nạn làm sao được ạ. Vì nhà em lái xe cẩn thận có tiếng ở bộ ta đấy ạ. Khổ thân nhà em quá. Thôi đi bà Kình ơi, có phải mình nhà bà bị tai nạn đâu. 30-40 năm công tác liên tục, lái mấy vạn cây số thì không sao. Bây giờ sắp về hưu rồi, lại xảy ra cái phốt to như thế này. Khổ thân tôi quá anh Kình ơi, là anh Kình ơi. Ôi sao. Báo cáo đồng chí tránh văn phòng, chắc đây là máy bay chở gia đình đồng chí Phan đấy ạ. Đúng rồi, tốt quá. Thôi thế cũng là may, chứ bộ ta vất vả cả ngày có chạy được máy bay đâu. Đồng chí ơi, đi hàng một yếu lắm, chuyển lên hàng đôi thôi. Nào, đi đều, bước, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhanh lên các đồng chí, nhanh lên. Đồng chí phó chủ tịch phát biểu ạ. Vâng, đồng chí bộ trưởng, đi công tác qua huyện chúng tôi, chẳng may bị tai nạn. Huyện chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân tài vật tư để cứu chữa cho đồng chí ấy. Dạ, xin anh vài con số cụ thể. Vâng, con số cụ thể là này này. Ấy kìa anh ơi, các cháu ơi, anh có ơi, giữ trật tự không thì bảo anh bảo vệ đâu. Thế này thì máy bay đổ vào đâu được. Máy đang ghi âm ạ. Xin anh vâng, được tiếp ạ. Như anh đã biết đấy, cụ thể là chúng tôi đã điều 100 người làm sân bãi cho máy bay. Huyện chúng tôi còn điều một trung đội dân quân tự vệ tiền tiến nhất của huyện để bảo vệ hiện trường. Này, đúng thành hàng đấy chứ. Túm năm tụ ba đây làm gì nào? Về nhà lúc khác tâm sự. Lại còn cái nhóm kia nữa. Các đồng chí hô thử, hoan hô đồng chí bộ trưởng đã được cứu chữa an toàn trên đất huyện ta. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Từ thuở bé chưa bao giờ bác thấy trực thăng. Trực thăng tay, trực thăng tay bác nhỉ. Các bạn thân mến, máy bay đã tới, máy bay trực thăng đã tới. Mở đầu bài phóng sự truyền thanh trực tiếp của chúng tôi về sự kiện cứu sống đồng chí bộ trưởng hôm nay. Sân bãi này hạ cánh sao được mẹ. Cứ bay mãi, nhớ hết xăng thì nghi mất. Nó bay đi đâu ý nhỉ? Phái đoàn của bộ đã tới kìa. Các đồng chí ở huyện ta đâu? Chào đội khách hàng rồi, nhanh lên nào. Chào các đồng chí. Chào các đồng chí. Mời các đồng chí ấy vào phòng khách nhé. Chào đồng chí. Vâng, không dám. Chào đồng chí ạ. Bắt thằng gái kìa. Máy bay đâu mà chị phải chạy bộ khổ thế kia nhỉ? Đi. Chào đồng chí bộ trưởng ạ. Cảm ơn bà. Đồng chí bộ trưởng máy bay để đâu đấy ạ? Xin chào đồng chí bộ trưởng phu nhân ạ. Dạ xin mời vào ạ. Doctor lấy ra quất không lên kịp hả? Thưa đồng chí bộ trưởng phu nhân, mổ ca này có Doctor Hào đã từng mổ cho chuyên gia đấy. Thưa các vị, phòng mổ vô trùng không vào được. Lát nữa các vị sẽ được gặp thân nhân. Xin giới thiệu, đây là Doctor Khánh, giám đốc bệnh viện. Dạ. Bây giờ xin mời tất cả các vị sang bên phòng khách. Dạ, xin mời. Dạ. Xin mời bộ trưởng phu nhân. Cảm ơn. À,
Dạ. Hết sức chú ý lời phát biểu của đồng chí bộ trưởng phu nhân nhé. Vâng, đó là nghiệp vụ của tôi, anh an tâm. Thế còn... Gạch Hòa. Vâng. Yên tâm, đâu sẽ có đó. Dạ. Kính thưa đồng chí bộ trưởng phu nhân, xin đồng chí phát biểu cảm tưởng về sự chủ động, sự tích cực và khẩn trương. Khẩn trương cứu sống ông nhà ở bệnh viện của huyện. Của huyện chúng tôi ạ. Vâng, vâng, gia đình chúng tôi cảm ơn. Vâng. Thôi đi mẹ. Thôi, thôi. Vâng. Thôi, thôi. Không biết tình hình thế nào nhỉ? Bác sĩ Hào mổ là yên tâm lắm. Chưa chắc đâu. Thế nào rồi anh? Thế nào? Yên để nghe nào. Tốt, tốt ạ. Giá như anh cho mổ sớm còn tốt hơn. Hoan hô! Hoan hô đồng chí bộ trưởng! Hoan hô! Hoan hô! Thế ông ấy nhà tôi đâu nhỉ? Bác Ban đâu? Ông bộ trưởng đâu? Nhầm rồi. Ôi, không phải là Phan. Đây là chú Kình, lái xe cho ba tôi. Ông bộ trưởng đâu nhỉ? Không biết số phận nhà tôi, ông ấy ra sao rồi. Kìa mẹ, mẹ cứ bình tĩnh để các bác ấy xem sao đã. Trời ơi, chồng tôi à? Tôi thế là bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Sao lại đổ xuống sông xuống biển? Chúng ta vừa cứu sống một con người đấy em ạ. Kìa, sao lại đứng cả ở đây thế này? Đưa ngay bệnh nhân vào phòng hồi sức, nhanh lên. Ôi, trời đất ơi, chồng tôi làm sao thế này? Khẩn trương lên. Nào, ta đưa vào đi. Thế là phóng sự chả có, mà Gạch Hoa cũng phèo. Thật may mắn, thật phúc đức quá. Chị ạ, thật may mắn, thật phúc đức quá cho nhà em. Thôi, còn về chuyện bác nhà, chị cũng đừng lo lắng gì cả. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi chị ạ. Cảm ơn. Dạ, xin chào. Cảm ơn bác phó chủ tịch, cảm ơn tất cả các bác trong huyện đã hết lòng cứu chữa cho nhà em. Thật là phúc đức quá. Đồng chí giám đốc bệnh viện kìa. Bác ạ, cảm ơn bác giám đốc. Cảm ơn tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đã cấp cứu cho nhà em thật là kịp thời. Dạ, dạ, vâng. Đúng là lương y như từ mẫu. Dạ, ạ. Vâng, ơn này dạ, không bao giờ em dám quên. Dạ, ạ. Dạ, vâng. Các anh làm ăn như thế đấy, quan liêu, vô trách nhiệm, đưa ai vào mổ cũng không biết nữa. Lỗi là ở bên các anh, cảnh sát giao thông các anh làm việc tùy tiện, vô trách nhiệm, phân biệt người mà lung tung hết cả lên. Chỉ có người nhầm chứ giấy tờ nhầm làm sao được, bác sĩ tới hiện trường nhận bệnh nhân mà nhầm thì còn kêu ai, chính bệnh viện có lỗi. Khổ thế đấy các anh xem, đến bây giờ người ta không biết ông nhà tôi ở đâu, sống chết ra làm sao rồi. Thế ấy. Thế quan trọng là ông bộ trưởng ở đâu? Ông bộ trưởng ở đâu? Ông bộ trưởng ở bên huyện Quan Hoa kia cơ mà. Ở đâu? Ở đâu ở nhà? Ở bên huyện Quan Hoa. Ông ấy mổ rồi, khỏi rồi. Ông bộ trưởng cười được rồi, đông vui lắm. Xin cứu sống bộ trưởng Trần Phan. Đây là đài truyền thanh của tỉnh. Mời các bạn nghe bản tin đặc biệt do nữ phóng viên Châu Sa từ huyện Quan Hoa ghi được. Sáng nay, bệnh viện Quan Hoa đã cấp cứu thành công một ca phức tạp, cứu sống đồng chí Trần Phan trên đường đi công tác và cứu sống cả một thành viên của đoàn cùng chiến hóa. Mặc dù bộ trưởng bị tai nạn bất ngờ,
và vết thương các con nghèo. Sang cho ba. Nhưng các bác sĩ bình thường ở đây đã tiến hành phẫu thuật nhanh gọn. Không cần đợi làm xong thủ tục hành chính trong điều kiện trang thiết bị còn khó khăn. Cũng là thành tích của tỉnh ta cả. Bây giờ ta đi sang thăm đồng chí bộ trưởng đi. Đi nhanh lên, bà con ơi, đi nhanh lên, nhanh lên. Sau đây, chúng ta đi sang bên Quan Hoa đi anh. Thôi. Đi anh, mọi người đi hết cả rồi. Ta về thôi. Về ăn cơm thôi. Cơm? Anh bỏ ngày chủ nhật không ăn nữa cũng được cơ mà. Sâm ạ. Anh. Ta về nhà đi. Nhà nào? Nhà của chúng mình. Thế còn đám cưới? Còn đón dâu? Thì anh đi đón em đây.